Sự thật về Botox mà những người làm dịch vụ không muốn cho bạn biết. Đầu tiên, Botox chính là độc tố của vi khuẩn. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Botox chính là độc tố thần kinh được tiết ra bởi vi khuẩn Clostridium botulinum. Đầu tiên được ứng dụng để điều trị những cái bệnh lý về tăng trương lực cơ quá mức như là chứng co giật cơ này, hay là rối loạn trương lực cổ này. Sau này, FDA chấp thuận điều trị Botox cho một số vùng với mục đích là thẩm mỹ. Đối với một người trưởng thành 70kg thì khoảng 3.000 đơn vị tương ứng với khoảng 30 lọ Botox 100 đơn vị. Trong khi thẩm mỹ chúng ta sử dụng liều thường rất là ít nên là sẽ không gây ảnh hưởng và cũng không đáng lo ngại. Thứ hai, Botox được xem là một trong những hiệu pháp hàng đầu trong điều trị nếp nhăn. Tuy nhiên, Botox chỉ có tác dụng trong những cái nếp nhăn động, còn đối với nếp nhăn tĩnh thì chúng ta cần phải phối hợp với filler. Thứ ba, các bạn có thể nghe thấy những cái dịch vụ được quảng cáo rất là rầm rộ là tiêm thon gọn hàm đúng không? Tuy nhiên không phải ai tiêm gọn hàm cũng sẽ gọn hàm. Chúng ta phải xác định là cái hàm của mình to do xương hay là do cơ. Đối với những cái trường hợp phì đại cơ cắn thì tiêm gọn hàm sẽ rất hiệu quả. Còn những trường hợp do xương thì chúng ta không nên tiêm gọn hàm. Để xác định là hàm của chúng ta to do cơ hay do xương thì các bạn hãy làm theo bác sĩ. Đầu tiên chúng ta hãy nghiến chặt răng và sờ vào vùng hai cơ cắn của mình. Nếu như mà chúng ta sờ thấy rất là cứng này, khối cơ cắn nổi rõ phình to thì đấy chính là do cơ cắn và chúng ta nên tiêm Botox để thon gọn hàm. Thứ tư, Botox chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Thông thường Botox sẽ tác dụng sau 3 ngày sau khi tiêm và hiệu quả tối đa trong vòng 1 tháng. Sau 3 tháng sức cơ sẽ bắt đầu hồi phục khoảng 50% và sau 6 tháng thì gần như là hồi phục hoàn toàn. Vì vậy khi chúng ta điều trị Botox chúng ta cần phải tiêm lại lần 2 và những cái khoảng cách tiêm sẽ từ 3 đến 6 tháng. Và cuối cùng, Botox có tính khuếch tán và lan tỏa. Vì vậy, khi tiêm vào một số vị trí như là cau mày, cơ cắn, Botox có thể lan vào cơ nâng mi trên và cơ cười, gây một số biến chứng như là sụp mi hay là cười lệch. Vì vậy, chúng ta cần lựa chọn những nơi cơ sở do bác sĩ thực hiện, những người có kiến thức chắc về Botox để thực hiện và tránh những cái biến chứng. Chúc mọi người làm đẹp an toàn!